Thế giới đổ dồn tâm điểm vào Hồng Kông khi bất chấp phản đối, Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông. Và lãnh đạo đặc khu nói Hồng Kông không sợ lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngược lại, nhà hoạt động dân chủ Hô Su Wang cho rằng luật an ninh đánh dấu cho một sự kết thúc của một Hồng Kông mà thế giới từng biết. Nhật Bản gọi hành động của Trung Quốc đối với Hồng Kông là đáng tiếc. Về phương diện kinh tế, hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 6. Theo báo Trung Quốc, kinh tế trong nước phục hồi nhanh nhờ vào các biện pháp ngăn virus hiệu quả. Và các vấn đề khác, New Zealand tổ chức hội nghị APEC trực tuyến vì đóng cửa biên giới. Hãng thông tấn Australia được mua lại thoát khỏi nguy cơ đóng cửa. Hãng dầu khí đá phiến lớn nhất của Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Mời quý vị bắt đầu theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Tôi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông vào thứ Ba 30 tháng 6, tạo tiền đề cho những thay đổi căn bản nhất đối với thành phố từng là thuộc địa cũ của Anh và được trả lại cho chính quyền Trung Quốc gần 23 năm trước. Vào sáng ngày thứ Ba 30 tháng 6, Trung Quốc đã thông qua một đạo luật an ninh cho phép Bắc Kinh có quyền lực mạnh mẽ lên Hồng Kông. Việc này tạo tiền đề cho những thay đổi căn bản nhất đối với thuộc địa cũ của Anh kể từ khi được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Một dự thảo luật chưa được công bố, nhưng Bắc Kinh nói rằng nó nhằm mục đích giải quyết các âm mưu lật đổ, khủng bố, ly khai và thông đồng với các lực lượng nước ngoài. Bắc Kinh nói rằng luật pháp sẽ chỉ nhắm vào một nhóm nhỏ những kẻ gây rối và sẽ không ảnh hưởng đến quyền và tự do cũng như lợi ích của các nhà đầu tư. Có những báo cáo rằng hình phạt nặng nhất theo luật sẽ là tù chung thân. Luật sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố chính thức tại Hồng Kông. Về phía nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam, bà đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào sau khi luật an ninh quốc gia được cơ quan ra quyết định hàng đầu của Trung Quốc thông qua. Đạo luật này đã đẩy Bắc Kinh đi xa hơn trong quá trình mâu thuẫn với Mỹ, Úc, Anh và các chính phủ phương Tây khác. Cụ thể là Hoa Kỳ đã bắt đầu chính thức loại bỏ các đặc quyền dành cho Hồng Kông từ thứ Hai, bao gồm tạm dừng xuất khẩu quốc phòng và hạn chế quyền tiếp cận lãnh thổ đối với các sản phẩm công nghệ cao. Nói trong một cuộc họp báo, bà Carrie Lam cho biết Hồng Kông không sợ hãi. Lệnh trừng phạt của Mỹ không làm chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi cũng chuẩn bị tinh thần và sẽ có hành động đáp trả nếu cần thiết. Về ngoại giao, bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi chính phủ trung ương, chính quyền của đặc khu hành chính Hồng Kông sẽ hoàn toàn tuân thủ. Chi tiết dự thảo của luật vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, bên ngoài đường phố Hồng Kông, việc thông qua luật an ninh quốc gia vào hôm thứ Ba đã được người ủng hộ ăn mừng với rượu champagne. Và đương nhiên, những người ủng hộ dân chủ thì vừa phẫn nộ, vừa lo lắng chờ đợi những quy định chi tiết. Hàng chục người thân Bắc Kinh đã tập trung trước trụ sở chính phủ của thành phố để vẫy cờ ăn mừng khi luật pháp an ninh được chính phủ Trung Quốc thông qua. Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Là người Trung Quốc, tôi nghĩ mọi người đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Trong khi đó, những người biểu tình phản đối trong một khu trung tâm mua sắm hô vang các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ và nói họ khước từ mọi quyết định của chính quyền Trung Quốc tiến tới luật pháp. Hầu hết người dân Hồng Kông thực sự không biết luật pháp này là gì, không biết các điều khoản và các hình phạt là gì và những hành vi được gọi là phạm tội là gì. Trong bối cảnh lo ngại luật pháp này sẽ phá vỡ các quyền và tự do của Trung tâm Tài chính toàn cầu, được biết rằng hình phạt nặng nhất sẽ là tù chung thân. Nhà hoạt động dân chủ Hô Su Wang nói rằng anh ta sẽ rời khỏi đảng Democito. Nó đánh dấu sự kết thúc của Hồng Kông mà thế giới đã từng biết trước đây. Tôi xin tuyên bố rời khỏi Democito. Nếu tiếng nói của tôi không sớm được lắng nghe, tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục lên tiếng vì Hồng Kông và thúc đẩy nỗ lực để bảo vệ chút tự do cuối cùng của chúng ta, anh Hô Su Wang đăng trên Twitter hôm thứ Ba. Thưa quý vị, quốc gia có động thái ngay lập tức với sự kiện xảy ra đối với Hồng Kông chính là Nhật Bản. Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản cho biết việc Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông là đáng tiếc và làm giảm uy tín trong công thức quản trị của chế độ một quốc gia hai hệ thống. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nước liên quan để giải quyết vấn đề này một cách thích hợp, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga nói trong một cuộc họp báo. Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là dưới chế độ một quốc gia hai hệ thống, Hồng Kông cần thiết phải duy trì chế độ tự do và cởi mở và phát triển dân chủ ổn định. Không có thay đổi nào đối với lập trường nhất quán của Nhật Bản trong vấn đề này. Ông nói thêm rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục liên lạc chặt chẽ với Mỹ và Trung Quốc, cho rằng mối quan hệ ổn định giữa hai cường quốc toàn cầu là rất quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn thế giới.
Thưa quý vị, vào hôm thứ Hai 29 tháng 6, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc một số chính trị gia của Úc kỳ thị và bôi nhọ mối quan hệ song phương sau khi một số chính trị gia ở New South Wales bị chính quyền Úc điều tra về việc hỗ trợ cho nước ngoài. Sáng sớm ngày thứ Sáu 26 tháng 6, cảnh sát liên bang đã khám xét nhà và văn phòng của chính trị gia Sawed Moselmane trong một cuộc điều tra của Thủ tướng Scott Morrison về các cáo buộc hỗ trợ cho Trung Quốc. Ông Sao Li Zhang đã từ chối bình luận trực tiếp về vụ việc. Một số người và phương tiện truyền thông Úc cố tình thêu dệt và bịa ra những câu chuyện như Trung Quốc cài gián điệp thâm nhập vào Úc nhưng lại chẳng thể đưa ra được bất cứ bằng chứng cụ thể nào. Họ đánh cắp thông tin và dữ liệu từ các quốc gia khác gây nguy hiểm cho chủ quyền và an ninh Trung Quốc. Có vẻ họ đã đi quá giới hạn. Họ nói chúng tôi một câu trả lời xác đáng cho cộng đồng quốc tế nói chung và cho người dân Trung Quốc nói riêng. Nước Úc đã thông qua luật chống can thiệp của nước ngoài vào năm 2018, một phần do Tổ chức Tình báo An ninh Úc, ASIO, lại làm một bản báo cáo nhằm phân loại các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc. Điều này đã làm cho chính quyền Trung Quốc vô cùng tức giận. Vào hôm thứ Ba 30 tháng 6, thì Cục Thống kê Quốc gia NBS cho biết chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI đối với hoạt động sản xuất và chi phí sản xuất của Trung Quốc lần lượt ở mức là 50,9 và 54,4 điểm trong tháng 6, tăng 0,3 và 0,8% so với tháng trước. Chỉ số trên 50 là chỉ số thể hiện các hoạt động sản xuất đã được mở rộng trở lại và ngược lại. Trong lĩnh vực sản xuất, các sản phẩm tiếp tục tăng đều hàng tháng, với chỉ số PMI ở mức 53,9, tăng 0,7 điểm phần trăm so với tháng trước. Nhu cầu mua sắm của thị trường cũng tiếp tục tăng lên trong tháng 6. Chỉ số các đơn hàng mới là 51,4 điểm, tăng liên tục trong tháng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ số việc làm giảm nhẹ với 49,1 điểm, giảm 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước. Trong khi đó, chỉ số PMI về khối phi sản xuất tăng lần thứ tư liên tiếp trong tháng 6. Trong số 21 ngành công nghiệp được khảo sát, có tới 15 ngành đang phát triển mạnh mẽ trở lại, cho thấy hầu hết các ngành công nghiệp đang phục hồi rất hiệu quả. Lĩnh vực dịch vụ vẫn tiếp tục tăng, với chỉ số đơn hàng mới là 52,3 điểm, tăng 0,6 điểm phần trăm so với tháng trước. Tuy nhiên, sự phục hồi trong một số lĩnh vực dịch vụ như giải trí và các dịch vụ dân cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do các biện pháp phòng chống dịch bệnh thích hợp và các chính sách khác nhau thúc đẩy nối lại kinh tế. Đây là những lời bình luận được công bố bởi tập đoàn truyền thông Trung Quốc CNG mới đây. Bài bình luận được tập đoàn truyền thông Trung Quốc đăng tải có những chi tiết như sau. Các số liệu kinh tế phản ánh rằng nền kinh tế Trung Quốc đang tăng tốc phục hồi. Trung Quốc chứng kiến khoảng 48,81 triệu chuyến du lịch nội địa được thực hiện trong kỳ nghỉ lễ hội Thiền Rồng vừa qua, mang lại 12,28 tỷ nhân dân tệ. Mặc dù phải đối mặt với áp lực giảm tương đối lớn, nền kinh tế Trung Quốc đang dần hồi phục để tăng trưởng ổn định và tập trung vào thị trường trong nước là chủ đạo, trong khi thị trường ngoài nước vẫn có thể đóng vai trò thúc đẩy. Dữ liệu từ các doanh nghiệp điện tử lớn của Trung Quốc như JD.com và Pinduoduo cho thấy khối lượng giao dịch ở các sản phẩm như trái cây, thịt cừu và thịt bò đã tăng hơn 150% so với năm ngoái. Trong khi đó, xu hướng nâng cấp tiêu dùng đang tiếp tục ở Trung Quốc, khi các lĩnh vực tiêu dùng truyền thống như mua sắm và phục vụ đã và đang chứng kiến sự tăng trưởng, thì các lĩnh vực mới nổi như du lịch và văn hóa cũng đang mọc lên. Trong 5 tháng đầu năm nay, doanh số bán lẻ hàng hóa trực tuyến tăng 11,5%. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF gần đây đã công bố dự báo cho nền kinh tế toàn cầu ở mức giảm 4,9% trong năm 2020, thấp hơn 1,9 điểm phần trăm so với ước tính trước đó. Trung Quốc tuy nhiên có thể là nền kinh tế lớn duy nhất nhìn thấy được sự tăng trưởng trong năm nay. Trong khi đó, hãng xe hơi của Đức mới đây đã đầu tư 2 tỷ euro vào phía đông của Trung Quốc để thúc đẩy phát triển điện khí hóa phương tiện và công ty thực phẩm khổng lồ Nestle của Thụy Sĩ cũng đã tăng 730 triệu nhân dân tệ tại Thiên Tân để xây dựng dây chuyền sản xuất mới. Báo cáo của công ty quản lý và tư vấn Kearney cho thấy Trung Quốc vẫn là thị trường mới nổi duy nhất trong top 10 của bảng xếp hạng chỉ số niềm tin đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2020. Trung Quốc gần đây cũng đang đẩy mạnh các nỗ lực mở cửa. Gần đây, chính phủ Trung Quốc đã công bố một kế hoạch tổng thể cho cảng thương mại tự do Nam Hải, cũng như các chính sách rút ngắn cho đầu tư nước ngoài, nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao. Thưa quý vị, với việc thành lập tổ chức phi lợi nhuận IQWell sắp tới nhằm ủng hộ quyền dân chủ và đòi công bằng cho những nhóm sắc tộc, hoàng tử Harry và nữ công tước Sussex mong muốn chấm dứt bạo lực ngôn từ trên mạng.
Được biết đến với việc từ bỏ danh hiệu và trách nhiệm hoàng gia vào đầu năm nay, Harry và Meghan đã thể hiện sự ủng hộ của mình với phong trào Black Lives Matter trong những tuần vừa rồi, cũng như thực hiện những phát biểu công khai nhằm ủng hộ những quỹ từ thiện về sức khỏe tâm thần. Giờ đây, các nguồn tin cho biết cặp đôi đang thể hiện cam kết chấm dứt những nội dung thù địch bằng cách sử dụng Akiwell, tổ chức phi lợi nhuận mới của họ để ủng hộ quyền dân chủ và đòi công bằng cho những nhóm sắc tộc. Chuyển sang một thông tin tiếp, thưa quý vị, vào hôm thứ Ba, thì Thủ tướng New Zealand bà Jacinda Ardern cho biết biên giới nước này sẽ tiếp tục đóng cửa dù cho Liên minh châu Âu đã cho phép người dân New Zealand đi du lịch đến khu vực này. Trong bối cảnh hiện nay, quyết định mở cửa biên giới sẽ phải trả giá đắt. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ chỉ phải ban hành thêm các biện pháp hạn chế. Nhưng trong trường hợp tệ nhất, đất nước chúng ta sẽ phải đón làn sóng lây nhiễm thứ hai. Sự thật là chúng tôi muốn mở cửa biên giới ngay khi mọi thứ đã an toàn. Tôi nghĩ là việc mở cửa biên giới vào lúc này vẫn còn rất mạo hiểm. Đại dịch đang trên đà phát triển. Việc chúng ta đóng cửa biên giới một cách nghiêm ngặt chính là lý do chúng ta đã có được sự tự do như bây giờ và khả năng phát triển nền kinh tế quốc nội. Bà Ardern cũng cho biết New Zealand sẽ sử dụng những nền tảng trực tuyến để tổ chức hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2021. Thủ tướng New Zealand cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thế giới bị xáo trộn bởi dịch COVID-19, bao gồm việc đóng cửa biên giới và những ảnh hưởng dây chuyền nếu việc tổ chức hội nghị bị hoãn lại. Nói một cách công bằng thì chúng tôi đã tham khảo rất nhiều lựa chọn. Nếu chúng tôi không tổ chức hội nghị vào năm nay, thì Malaysia sẽ phải dời năm tổ chức hội nghị. Thái Lan cũng sẽ chịu ảnh hưởng dây chuyền từ việc này. Và rồi những nước trong những năm bầu cử sắp tới cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Điều mà chúng tôi luôn muốn tránh. Vì thế, chúng tôi tin là cuối cùng mình đã đưa ra một lựa chọn tốt nhất. Chúng ta đang ở trong một tình huống không rõ ràng. Vì vậy, chúng ta phải tìm ra cách giải quyết cho việc đó. Vào hôm thứ Hai, 29 tháng 6, Tổng thống Kosovo ông Hashim Thaci đã phủ nhận các cáo trạng về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Ông cũng tuyên bố sẽ không từ chức trừ khi bị xét xử bởi các thẩm phán. Hỡi nhân dân, có thể tôi đã phạm phải những sai lầm chính trị vì mục đích hòa bình, nhưng những tội ác chiến tranh thì chưa bao giờ. Tôi xin đảm bảo với nhân dân là văn phòng này không có quyền đưa tôi ra tòa. Nếu những lời cáo buộc này chính xác, tôi sẽ ngay lập tức từ chức Tổng thống và chấp nhận bị xét xử. Tuần trước, văn phòng công tố đặc biệt thụ lý cuộc nổi dậy năm 1998, năm 1999 của người Kosovo chống lại sự cai trị của người Serbia cho biết họ đã truy tố ông Thaci, cựu phát ngôn viên nghị viện Kadri Vasali và nhiều người khác về tội giết người, cưỡng chế mất tích, đàn áp và tra tấn. Ông Thaci và ông Vasali đều là những cựu chỉ huy cấp cao của KLA, cũng đã phủ nhận tất cả các cáo buộc. Những cáo buộc trên là hoàn toàn sai lệch và không có cơ sở. Những cáo buộc về tội phạm chiến tranh cho KLA xuất hiện lần đầu tiên trong một báo cáo của Hội đồng Nhân quyền châu Âu vào năm 2011, buộc tội quân du kích đã tàn sát người dân Serbia và những đối thủ chính trị thuộc cộng đồng người Albania trong chiến tranh 1998-1999. Thưa quý vị, tương lai của hãng thông tấn duy nhất và lâu đời nhất của Australia là AAP đã được đảm bảo sau khi một nhóm các nhà hảo tâm và đầu tư chính thức ký kết thỏa thuận mua lại hãng này vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Vào tháng 3 năm nay, hai cổ đông chính là tập đoàn truyền thông Newcrop Australia và Nine thông báo rút khỏi AAP và lãnh đạo hãng thông tấn này cho biết hãng sẽ chấm dứt hoạt động vào cuối tháng 6. Trong mọi thông báo mới, nhóm nhà đầu tư cho biết họ mong muốn bảo vệ sự đa dạng truyền thông ở Australia thông qua việc đảm bảo hoạt động lâu dài của một hãng thông tấn cung cấp thông tin báo chí độc lập, chất lượng về các vấn đề quan trọng cho tất cả người dân Australia. Theo thỏa thuận, AAB sẽ tiếp tục sản xuất nội dung bao gồm tin tức thời sự trong nước và thế giới, tin thể thao, tòa án và chính trị, cùng với cung cấp ảnh và dịch vụ tra cứu thông tin. Các chủ sở hữu mới cho biết sẽ duy trì lực lượng phóng viên, biên tập viên AAB hiện tại, nhưng sẽ phải giảm bớt một số việc làm. Theo thông tin mới nhất vừa mới công bố từ hãng dầu khí đá phiến Chesapeake Energy, thì hãng này vừa trở thành cái tên lớn nhất trong ngành dầu khí Mỹ phải thực hiện nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Chesapeake hiện là hãng khí đốt lớn thứ 6 của Mỹ và là tên tuổi đi tiên phong trong lĩnh vực khai thác dầu khí đá phiến. Tuy nhiên, từ đầu năm, giá dầu sụt mạnh do dư thừa nguồn cung cùng kinh tế đóng băng vì dịch bệnh đã kéo cổ phiếu của hãng mất đến hơn 90% giá trị. Hồi đầu tháng, hãng đã để quá hạn trả một khoản lãi. Việc xin bảo hộ phá sản cho phép công ty có thể thỏa thuận với các chủ nợ và tái cấu trúc tình hình tài chính. Ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ đang phải đối mặt với một viễn cảnh u ám do đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu tiêu thụ dầu giảm mạnh, trong khi nguồn cung gia tăng khiến các kho chứa vàng đen trở nên khan hiếm.
ngành khai thác dầu đá phiến của Mỹ đã được phát triển bởi các nhà sản xuất có quy mô vừa và nhỏ, sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới và tạo ra sự bùng nổ trong ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu. Chính sự tăng trưởng mạnh mẽ sản lượng dầu đá phiến đã giúp Mỹ vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Mới đây, dịch vụ livestream Twitch đã bắt đầu cấm các streamer bị dính vào các cáo buộc lạm dụng tình dục và công bố kế hoạch chống lại các streamer nổi tiếng có hành vi vi phạm nguyên tắc cộng đồng hoặc các điều khoản dịch vụ của họ. Twitch đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay sau khi công ty bị dính vào các vụ lùm xùm về cáo buộc lạm dụng tình dục gần đây. Phía công ty tuyên bố là họ đang xem xét từng trường hợp để nhanh chóng đưa vụ việc ra ánh sáng càng nhanh càng tốt. Sau đó, nếu phát hiện sự sai phạm nào tái diễn, thì họ sẽ đình chỉ ngay lập tức. Twitch khẳng định sự an toàn của các game thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu của công ty. Công ty này cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để biến Twitch trở thành một môi trường an toàn với nhiều công cụ chống lại sự quấy rối. Thưa quý vị, theo kế hoạch của Universal Studios Japan, thì công viên Super Nintendo World, một khu phức hợp các trò chơi điện tử, được kỳ vọng là sẽ khai trương vào mùa hè năm nay trước khi Thế vận hội Tokyo bắt đầu. Thế nhưng trong lúc đại dịch đang bùng phát thì việc ra mắt này được dự đoán là sẽ dời đến mùa xuân năm 2021, theo tờ Business Times. Và không chỉ riêng Super Nintendo World mà cả ngành du lịch quốc tế đều đang gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, chỉ trong ngày thứ Hai, 29 tháng 6, đã có liên tiếp 3 vụ cháy rừng lớn ở Mỹ, làm hàng ngàn người phải sơ tán và thiệt hại hơn 15.450 mẫu đất Anh. Sáng thứ Hai, một loạt vụ cháy rừng ở khắp tiểu bang Utah đã thiêu rụi khoảng 10.000 mẫu Anh. Hàng ngàn cư dân phải di tán ra khỏi khu vực Saratoga Springs. Theo các nhà chức trách, một ngôi nhà đã bị phá hủy, ít nhất 9 bất động sản khác bị hư hại. Sở cứu hỏa bang Utah thông báo trên Twitter rằng do trong chủ nhật ngày 28 tháng 6 đã có mưa nhẹ nên qua hôm sau đám cháy chỉ được khống chế khoảng 25%. Theo tin tức địa phương, đám cháy có lẽ sẽ được kiểm soát tốt hơn nữa nếu thời tiết lạnh và lượng mưa được dự đoán sớm hơn. Đám cháy thứ hai là Mahogany Fire, một đám cháy bùng phát dữ dội gần khu vực Angel Peak trên núi Charleston ở tiểu bang Nevada, đã tiếp tục đốt cháy 5.000 mẫu Anh. Ngay sau đó, lệnh sơ tán đã được ban hành. Nếu nhà của cư dân bị mất điện, thì có thể đến trung tâm sơ tán của Hội Chữ Thập Đỏ. Làn khói từ đám cháy này lớn đến nỗi có thể lan tỏa ra khắp Las Vegas. Đám cháy thứ ba bùng phát ở phía đông nam của công viên Chatfield ở Colorado, tiếp tục thiêu rụi 450 mẫu Anh. Vụ hỏa hoạn này lan ra quá nhanh, khiến cho một trường trung học gần đó trở thành nơi tạm trú cho cư dân sơ tán. Nam Cực, nơi được coi là lạnh nhất trái đất, đang chứng kiến nhiệt độ tăng chóng mặt, nhanh đến nỗi mà các nhà nghiên cứu khí tượng bắt đầu cảm thấy lo lắng và nghi ngờ rằng biến đổi khí hậu gây ra bởi con người đang có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn so với dự kiến ở Nam Cực. Các số liệu khí tượng cho thấy châu lục hoang vắng này đã nóng lên nhanh gấp 3 lần so với tỷ lệ nóng lên toàn cầu trong vòng 3 thập kỷ vừa qua, cho đến năm 2018 là năm nóng nhất được ghi nhận của Nam Cực. Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu được xuất bản trong tạp san Nature Climate Change vào hôm thứ Hai, khi xem xét số liệu có được từ 20 trạm khí tượng khắp châu Nam Cực, mức tăng nhiệt độ ở đây gấp 7 lần so với mức trung bình trên toàn châu lục. Carl Klein, nhà nghiên cứu về khí tượng châu Nam Cực từ Đại học Victoria ở Wellington, Anh, cho biết Nam Cực dường như tách biệt ra khỏi những biến động xảy ra ở phần còn lại của thế giới, nhưng rồi đột nhiên nhiệt độ tăng vụt lên, trở thành một trong những đợt nóng lên mạnh nhất toàn cầu. Klein và các đồng nghiệp muốn tìm lời giải thích cho việc tại sao lục địa băng hàng này bắt đầu ấm lên nhanh chóng sau một thời gian mát lên vào thập niên 70 và 80. Điều này có phải là do biến đổi tự nhiên hay là do biến đổi khí hậu gây ra bởi những hoạt động của ngành công nghiệp do con người? Câu trả lời cuối cùng là cả hai. Việc Nam Cực nóng lên có liên quan một phần đến sự nóng lên tự nhiên ở vùng nhiệt đới Tây Thái Bình Dương bị đẩy về phía nam bởi những xoáy lốc trong lớp nước băng giá của biển Weddell ngoài khơi bán đảo châu Nam Cực. Biên độ nhiệt tại Nam Cực, nơi nằm trên một mỏm băng cao hơn 1,5 dặm so với mực nước biển, thường nằm trong khoảng âm 50 đến âm 20 độ C. Tuy vậy, nhiệt độ trung bình đã tăng lên khoảng 1,8 độ trong vòng 30 năm qua, tính đến thời điểm năm 2018. Trong giai đoạn đó, biên độ nhiệt toàn cầu chỉ tăng khoảng từ 0,5 đến 0,6 độ C. Nghiên cứu mới này cho thấy Nam Cực đã bắt đầu có sự biến đổi về khí hậu và đây là một điều đáng báo động. Thưa quý vị, mới đây thì một chú chó cảnh sát ở Nga thuộc giống chó Corgi xứ Wales duy nhất tên là Redhead đã nghỉ hưu ở tuổi thứ 9 sau khi dành 7 năm cuộc đời để làm việc cho một sở cảnh sát giao thông. Tuy vậy, hậu nghỉ hưu thì viên sĩ quan đặc biệt này vẫn sẽ dành thời gian để làm nhiều điều thú vị khác như là tập thể thao, dạo chơi hay là học nhảy.
Thoạt nhìn trông chú chó Red Hat như một cục bông di động đáng yêu, nhưng thực tế chú lại là một sĩ quan đã được đào tạo bài bản cho sự nghiệp của mình. Theo đó, sĩ quan Red Hat có thể tìm kiếm ma túy, giam giữ kẻ phạm tội và được đào tạo bài bản về sự trung thành, nhanh nhẹn, có nhiều kỹ năng và tuân thủ mệnh lệnh. Một biệt tài thú vị khác đó là vị sĩ quan chó này còn biết cách chăn thả cừu. Huấn luyện viên của Red Hat đã chia sẻ trên trang mạng xã hội rằng Red Hat trở thành một cảnh sát nổi tiếng ở địa phương vì giống chó Corgi xứ Wales là một giống chó rất ít tiềm năng để trở thành chó cảnh sát ở Nga. Thông thường công việc này sẽ phù hợp hơn với những giống chó lớn như chó chăn cừu Đức vì chúng phải mạnh mẽ về thể chất và sẵn sàng bảo vệ một chuyên gia khỏi tội phạm nếu cần thiết. Tại Mỹ, thì các màn trình diễn pháo hoa đã được biểu diễn để kỷ niệm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7. Màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp đã được tổ chức trên bầu trời thành phố New York vào tối thứ Hai 29 tháng 6. Đây là đêm đầu tiên của buổi trình diễn pháo hoa Macy và sẽ được tiếp tục trong nhiều đêm trước ngày 4 tháng 7. Vị trí của mỗi chương trình bắn pháo hoa sẽ được thay đổi và không được tiết lộ cho đến ngay trước khi bắt đầu để tránh đám đông lớn và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội. Thưa quý vị, những màn bắn pháo hoa vừa rồi cũng đã kết thúc lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo.